Sáng 23 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự kỳ họp. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các thường trực thành ủy, lãnh đạo các ban đảng của thành ủy, các sở ngành của thành phố và 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố vừa được cử tri thủ đô tín nhiệm bầu tham gia nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã nghe bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với 95 đại biểu vừa trúng cử. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 là kỳ họp quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện rất tích cực hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tại phiên họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân thành phố bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, với 89 trên 94 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 94,68%. Bầu ông Phạm Quý Tiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92 trên 94 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 97,87%. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua danh sách bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15. Ông Trử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15. Năm 2021 mở đầu nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức. Nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội mong đợi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục có những đổi mới sáng tạo và có những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.